Hôm qua vừa kết hôn, hôm nay người vợ liền mang thai, sau đó chớp mắt đứa trẻ đã chào đời. Một ngày sống hết đời là cảm giác như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi hành trình xuyên không cả đời trong một ngày của người đàn ông này nhé. Anh ta là Jack đã kết hôn với người vợ sau 4 năm yêu đương nồng cháy. Trong sự chúc phúc của bạn bè thân thiết, hai người cuối cùng cũng về một nhà. Trong đêm tân hôn, cả hai cùng thực hiện những chuyện mặn nồng. Ngày hôm sau tỉnh dậy thì thấy chiếc giường đã bị ai đó thay đổi, hơn nữa đến đồ gia dụng cũng bị đổi. Xem ra không ai khác ngoài người vợ của anh. Không những thế, đến chiếc cây yêu thích của Jack cũng bỗng nhiên lớn nhanh qua một đêm. Điều ngạc nhiên hơn đó là khi vừa quay đầu đã phát hiện người vợ mang thai. Jack nghĩ rằng chắc chắn người vợ đang đùa giỡn với mình. Anh ta còn vạch bụng kiểm tra xem thật giả. Thế nhưng chiếc bụng này sao có thể là giả cơ chứ? Trước hết không bàn đến chuyện đứa trẻ này là ai, vấn đề là chuyện này xảy ra quá nhanh. Không phải hôm qua vừa mới kết hôn sao? Lúc này Jack có chút hoang mang. Lẽ nào bản thân đang nằm mơ? Anh ta cần nằm nghĩ một chút rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trong căn phòng lại thay đổi. Lúc này Jack bước ra phòng bếp, đúng lúc va vào người vợ. Phản ứng đầu tiên của anh ta là nhìn vào bụng người vợ. Kết quả bụng của vợ vẫn nhỏ như trước, chiếc bụng to đã hoàn toàn biến mất. Thấy vậy Jack vô cùng hạnh phúc. Hóa ra tất cả những điều vừa rồi chỉ là mơ. Thế nhưng vài giây sau, anh ta nhận ra không phải người vợ không mang bầu, mà đứa con của bọn họ đã được 1 tuổi. Mặc dù không tin, thế nhưng đứa trẻ thực sự là con anh. Jack nói với vợ rằng hình như bạn thân đang xuyên không, hơn nữa đã xuyên qua 1 năm trời. Thế nhưng người vợ không tin. Điều này là thứ người bình thường đều không tin. Người vợ cho rằng đây chỉ là cái cớ cho việc anh ta quên mua quà cho kỷ niệm ngày cưới. Hóa ra mỗi lần anh ta xuyên không đều là ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ. Jack không ngừng nhìn thời gian, sợ rằng bản thân lại bỗng nhiên xuyên không. Để trách việc mỗi lần xuyên không đều không có quà, Jack đã nhanh chóng gọi điện cho bạn thân, nhờ anh ấy chuẩn bị một phần quà cho ngày này năm sau. Jack để một quả cam vào trong bình hoa, anh ta muốn kiểm tra bản thân có thực sự biết xuyên không. Thế nhưng trong chớp mắt quả cam trong chậu hoa đã trở nên héo úa. Đúng như vậy, anh ta lại vừa xuyên không. Một lần xuyên là 1 năm. Đúng lúc này, bạn bè thân thiết của Jack đã đến. Anh ấy đến hoàn thành nhiệm vụ mà 1 năm trước Jack đã nhờ mình. Bạn thân à, nói ra có thể bạn không tin, nhưng tôi đã xuyên không đó. Vừa xuyên liền qua 1 năm. Trên đường đi, người bạn thân nghĩ rằng dường như Jack đang bị ảo tưởng sức mạnh, phải nhanh chóng đưa quà cho anh ta rồi lượn sớm thôi. Thế nhưng không ngờ món quà lại là một món đồ chơi trẻ con. Hóa ra Jack nói trong điện thoại rằng chuyện gấp, khiến anh ấy nghĩ rằng Jack mua quà cho con gái. Không còn cách nào, đã mua rồi thì phải dùng thôi. Thế nhưng người vợ 30 tuổi ấy làm sao có thể thích thứ đồ chơi cho trẻ con 3 tuổi như vậy. Lúc này cô ấy im lặng bỏ đi, bởi cô nghĩ rằng chồng đã không còn yêu mình nữa, vì vậy đã quyết định ly hôn với Jack. Trước khi rời đi, cô ấy không quên lấy ra món quà kỷ niệm ngày cưới đã chuẩn bị cho chồng, đó là một chiếc ví. Lúc này Jack đứng hình không biết phải nói sao, anh ta vô cùng bối rối. Hôm qua vừa kết hôn, hôm nay con đã lên 3 rồi. Thế nhưng không đợi đến tối, người vợ đã nằng nặc đòi ly hôn. Lúc này Jack liền cúi đầu. Chiếc ví mới vừa nãy bỗng chứa đầy tiền. Đúng vậy, anh ấy lại vừa xuyên không. Mới vài giây trước đó, người vợ vẫn đứng trước mặt Jack, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã không nhìn thấy cô ấy đâu. Không chỉ không thấy người vợ, đến cả quần áo cũng không còn nữa. Lúc này người bạn thân đã đến tìm Jack. Theo lời của anh ấy, người vợ và Jack đã ly thân hơn 1 năm. Nhìn thấy Jack bất ngờ về mọi thứ, người bạn càng tin rằng anh ấy có vấn đề. Chuyện của mình không biết hay sao còn đi hỏi người khác. Jack muốn lấy vài chai bia trong tủ lạnh ngồi uống kể chuyện tâm tình với bạn thân. Thế nhưng khi anh ấy vừa cúi đầu, tất cả đồ ăn trong tủ lạnh bỗng nhiên đều thay đổi. Quay đầu ngoảnh lại cũng không thấy bạn thân đâu. Vậy là anh ta lại vừa xuyên không? Kết hôn, sinh con đến ly hôn, tất cả đều được Jack sử dụng trong vòng 1 tiếng ngắn ngủi. Anh ấy đi đến phòng ăn nhưng lại nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở phòng khách. Tạ ơn trời đất, người vợ cuối cùng cũng đã trở về.